Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là phần tin chi tiết. Theo dự báo bão mới nhất của cơ quan khí tượng Đài Loan, Trung Quốc, (CVA), siêu bão Kraton sẽ đổ bộ cao hùng vào đầu giờ chiều ngày 2 tháng 10, sau đó di chuyển qua trung tâm hòn đảo theo hướng đông bắc và di chuyển ra biển Hoa Đông. Thành phố khoảng 2,7 triệu dân, cao hùng, đã tuyên bố cho nghỉ làm, yêu cầu người dân ở nhà khi siêu bão Kraton áp sát. Thị trưởng Cao Hùng Chen Chi Mai cho biết, sức mạnh và đường đi của siêu bão Kraton tương đương với bão Thema đã từng khiến 37 người thiệt mạng và tàn phá thành phố này năm 1977. Các cơ quan và trường học ở phía Nam và Đông Đài Loan, Trung Quốc đã đóng cửa. Hơn 7.700 người được sơ tán khỏi những khu vực nguy hiểm nhiều chuyến bay quốc tế và nội địa đã phải hủy bỏ. Phát biểu trong cuộc họp báo, người đứng đầu chính quyền Đài Loan, Trung Quốc, Lại Thanh Đức cảnh báo, bão Kraton có thể gây thiệt hại khủng khiếp. Ông cho biết, đường đi của bão Kraton tương đối hiếm gặp, đổ bộ từ phía nam và đi ra từ phía đông, do đó cần phải đặc biệt cảnh giác. Thời gian này trong năm thường là mùa mưa bão, tuy nhiên, các nghiên cứu gần đây cho thấy các cơn bão ngày càng hình thành gần bờ biển mạnh lên nhanh chóng và hoành hành lâu hơn trên đất liền do tác động của biến đổi khí hậu. Cơn bão Kraton đã mạnh lên sát cấp siêu bão và gây mưa to gió lớn ở khu vực phía Bắc Philippines. Mặc dù nó không đổ bộ trực tiếp vào đây, nhưng những video ghi được ở vùng bị bão Kraton ảnh hưởng đã cho thấy mưa mờ mịt, khiến tầm nhìn xuống gần bằng không. Nhiều người dân ở phía Bắc Philippines đã phải sơ tán nhiều trường học phải đóng cửa và các dịch vụ công cộng tạm dừng trước cảnh báo rằng bão Kraton ở Philippines gọi là bão Julian, Nhật Bản gọi là bão số 18, có tiềm năng tàn phá rất khủng khiếp. Khi đi gần phía Bắc Philippines, bão Kraton có sức gió duy trì lên đến 175 km một giờ, cấp 15, gió giật 215 km một giờ, cấp 17. Ông Guima Cabezo, một cảnh sát ở tỉnh Batanes, Philippines, nơi chịu ảnh hưởng của bão Kraton, nói đường phố đã vắng tanh trong khi gió dữ dội đập vào nhà cửa, làm treo đảo cây cối. Ông nói, không có một người nào trên phố vì gió rất mạnh, gió sẽ cuột ngã bất kỳ ai. Ngoài ra, bão Kraton cũng gây mưa rất lớn, khiến nhiều nơi bị ngập lụt. Ở tỉnh Cagayan phía bắc Philippines, sông Kabikungan đã tràn bờ. Trong bản tin cập nhật mới nhất, cơ quan khí tượng Philippines nhận định Kraton vẫn có khả năng tăng cường trong thời gian tới. PAGASA duy trì tuyên bố về tín hiệu gió xoáy nhiệt đới số 2 đối với Batanes, quần đảo Babuyan và phần phía bắc của Ilocos Norte. Những khu vực này có thể có sức gió lên tới 88 km/h trong ít nhất 24 giờ. Do ảnh hưởng bão, hàng loạt chuyến bay nội địa ở Philippines, gồm các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Manila đã bị hủy bỏ. Các cơ quan chính phủ, trường học các cấp ở nhiều khu vực gần tâm bão như tỉnh Batanes, Cagayan La Union cũng tạm ngưng hoạt động. Tại các đảo cực bắc của Philippines, nhiều khu vực người dân phải đi sơ tán với cảnh báo về lượng mưa có khả năng gây thiệt hại lớn trong khu vực. Tổng thống Philippines Marcos đã đảm bảo với các cộng đồng dọc theo đường đi của cơn bão về sự hỗ trợ của chính phủ. Tuy nhiên, các cơ quan chính phủ sẽ phải đợi cho đến khi những trận mưa lớn nhất của cơn bão lắng xuống trước khi đánh giá thiệt hại do cơn bão gây ra. Lũ lụt lớn và lở đất do mưa lớn kéo dài đã khiến đất nước Nepal tan hoang, hơn 200 người thiệt mạng và gây ra sự tàn phá trên diện rộng. Lũ lụt thảm khốc đã phá hủy nhiều ngôi nhà, cắt đứt đường cao tốc và làm đứt đường dây điện. Maya Hapa Maga, một cư dân của ban khu ở vùng ngoại ô Kathmandu kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi lũ lụt ập đến. Lúc đó khoảng 4 giờ 30 phút sáng, lũ tràn về đây và cuốn trôi mọi thứ mọi thứ đều bị phá hủy, không còn gì ở đây cả. Chúng tôi không còn gì để ăn, mọi thứ đều bị lũ cuốn trôi. Người dân địa phương cho biết, họ chưa từng thấy lượng mưa lớn như thế trong hơn một thập kỷ. Ở một số khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, lượng mưa lên tới hơn 322mm trong vài ngày qua. Cảnh sát Nepal vừa qua thông báo, mưa lớn gây lũ quét, lở đất cuối tuần qua đã khiến ít nhất 170 người thiệt mạng và 40 người mất tích, hơn 100 người bị thương trên khắp đất nước. Nhiều người dân nói rằng họ phải nhảy từ mái nhà này sang mái nhà khác khi nước dâng cao và nhấn chìm hàng nghìn ngôi nhà. Truyền thông nhà nước Nepal cho biết, khoảng 10.000 nhân viên cứu hộ, cảnh sát và binh sĩ đã được triển khai cùng trực thăng, xuồng cao su để hỗ trợ người dân. Ít nhất 3.600 người đã được giải cứu khỏi khu vực nguy hiểm. Đợt mưa kéo dài đến hết ngày 1 tháng 10 nhưng đã có dấu hiệu giảm bớt. Hầu hết các tuyến đường chính nối thủ đô Kathmandu với phần còn lại của đất nước vẫn bị phong tỏa do lở đất. Nhiều chuyến bay nội địa bị hoãn hoặc hủy. Hệ thống đường ống nước ở nhiều nơi bị hư hại, trong khi mạng lưới viễn thông cũng bị ảnh hưởng. Cơ quan khí tượng Nepal ngày 28 tháng 9 cho biết, thung lũng Kathmandu ghi nhận lượng mưa 240 mm trong 24 giờ, mức cao nhất kể từ năm 1970. Gió mùa từ tháng 6 đến tháng 9 hàng năm thường gây mưa lớn tại Nam Á, chiếm từ 70 đến 80% lượng mưa trong năm ở khu vực Giới chuyên gia cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm tăng tần suất và mức độ nghiêm trọng của các trận lũ lở đất kèm theo. Đầu tháng 9, siêu bão Yagi ở nước ta gọi là cơn bão số 3, Philippines gọi là bão Enteng đã tàn phá nhiều nơi ở châu Á. Giữa tháng 9, bão Boris gây mưa và ngập lụt kỷ lục ở nhiều nước châu Âu. Vừa rồi, vào cuối tháng 9, bão Helen đổ bộ khu vực Big Ben thuộc bang Florida, Mỹ là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử từng đổ bộ khu vực này. Đấy là chưa kể đến những cơn bão khác như bão Bebinka, bão Soling ở nước ta gọi là cơn bão số 4. Như vậy, đúng là tháng 9 năm nay có nhiều bão mạnh và rất nhiều mưa, mặc dù chưa có thống kê chính thức nào, nhưng theo một số trang báo của châu Âu và Philippines thì tháng 9 này nhiều mưa hơn so với cùng thời kỳ nhiều năm. Theo AFP, nhiều người sẽ nghĩ rằng đây là hậu quả của biến đổi khí hậu do con người gây ra, nhưng kết luận như vậy là hơi sớm. Nhà khoa học Lis Stefan ở Ủy ban Chữ thập đỏ giải thích trên thế giới có nhiều kiểu thời tiết khác nhau, rất khó để nói rằng tất cả chúng đều chỉ do biến đổi khí hậu. Nhưng về cơ bản, nhiệt độ của bầu khí quyển mà tăng 1 độ C thì độ ẩm tăng 7%. Ông Paolo Seppi của Học viện Graham thuộc trường Imperial College London, Anh nói với trang AFP Trên thế giới lúc nào cũng có một số kiểu thời tiết cực đoan nào đó, nhưng mức độ của chúng, đặc biệt là về lượng mưa, tăng lên do sự ấm lên của trái đất. Nói ngắn gọn thì hành tinh càng nóng sẽ càng nhiều mưa bão. Nhưng biến đổi khí hậu có thể không phải là nguyên nhân duy nhất. Việc La Nina sắp đến cũng làm tăng lượng mưa ở nhiều nơi trên thế giới, nên không chỉ tháng 9 nhiều mưa hơn, mà mùa đông năm nay ở Đông Nam Á được dự báo sẽ lạnh hơn và ẩm hơn, nhiều mưa hơn. Tóm lại, việc có nhiều bão ở khắp nơi trên thế giới trong tháng 9 năm nay có thể là chuyện bình thường hoặc ngẫu nhiên, nhưng bão nhìn chung sẽ ngày càng mạnh hơn là do sự ấm lên toàn cầu, mà mùa hè năm 2024 ở bán cầu Bắc có nhiệt độ cao chưa từng thấy, vượt cả kỷ lục của năm ngoái. Cho nên, việc có bão mạnh liên tiếp ở các châu lục khác nhau trên thế giới có lẽ sẽ không còn là chuyện ngoại lệ mà sẽ trở nên thường xuyên hơn trong những năm tới nếu con người không có các biện pháp để hạn chế sự nóng lên của trái đất